chứ bắt đầu bị dân dễ bị network divide tru dân dễ bắt đầu tiếp tại tôn chủ mới những physical security chứ physical security thì nhưng mà lực càng đa bộ những cứ chưa ca protect attacker được cyber criminal có mau chỗ đó server nó lẹ cái này physically chứ nằm bay ca pia của mọi có chỗ bán miền gì ai miền fencing được cái barricade miền anh em bán được cái miền là bỏ chứ anh em bán được cái là bỏ đấy mà đây là chứ rương là bổ đã attacker cyber criminal bọn con chọn chỗ tới với chữ rương là bổ đã có chu vậy chứ việc cái chia outermost layer việc cái chia layer stop cái ra port đảm bay cái protect đi tăng bây giờ chẳng đại khác chúng ta đã miền đang in place bây giờ consider physical security để có physical access control chứ mình phong đáp biometric chứ mà kênh dễ bị bộ biometric authentication cứ kê dùm đáy từ lỡ vì thi xác ô tô mà tới tương lai đó để ai cắt chùm nám được có thua ca cầm nọt chùm nám xin nam mà đáy mục cái phần này sẽ nhé rồi có xung lấy chị đám ở tại ô bà có để ai đi thay cả là bỏ chân bán hay ở dương chốt anh đang ấy cái chị bio biometric chứ biometric ai vậy kì chỗ ta dân đạc mà điểm đáy vì lột tứt ai dân chỗ ta bán ngay đã mốc ô tiêu tu sạp đáy dân thế nhưng đã mốc vì ai bạc tu sạp ở dân bán là nâng chi biometric bởi vì tại tôi chú mối nâng biology thế tôi chú mối nâng riêng cái bộ mình được chi viện bộ mình một tiêu chân ai mình batch hay nâng access lock chân batch thì tu tới vì cái chữ xây đẹp bẹn co rồi có chữ xây môi đã dùng qual chứ là batch nó có ai ai đi nhạt ai mà đứa nè nó ai cho tới cái lại nào mùi là cái nào tôi mà tay bàn này với batch nó bật sân chỉ viên miền RFID được có Radio Frequency Identification cứ vì ai connect chỉ mùi nâng thuê như thế vì ai bạc ở dưỡng bạn mà nâng cứ chỉ batch được có access log cho như tôi tới thuê được có turnstile được có get it xem xế ai mình cat rồi còn miền tây để dân ai bị detect tới dân ai chỗ bàn nhớ này cho nên sau tay chịu bộ batch hay năng access lock mỗi thứ gì tại tôi bao nhiêu gì bị physical security có hiện ra gì tại tôi chịu mỗi năng surveillance lại nick bên đây kia chỉ ca tam đàn cả tam đàn này buổi đó đang sửa về lên này cho nên bảy tam đàn trên trời miền này kìa miền nẹt diếm hay là escort trên nẹt diếm hay là nẹt đà mời chẳng là đang dừng trời cả đã để xa bắt đầu dừng trong control of physical security hiện trời đang tha ta system nào các trời bàn protect hay là kia kia chú rùm nó không cần protect nét nào kia kia chú rùm nằm bấy bật chốt attack rồi có intrusion nên nói tiếp đi khi nhìn đó video hay là electronic surveillance a gat and a squad គឺ និយាយទៅសំដៅទៅលើមនុស្សតែនៅក្នុង video ហើយនឹង electronic surveillance ជាទៅទៅគេសំដៅលើ CCTV ហ្នឹងឯងអូខេជា CCTV ឧបករណ៍ electronic ផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជូនជារូបភាពជាអីហ្នឹងគឺជាប្រភេទ surveillance អ្នកនរគ្នាធ្លាប់អានព័ត៌មានចិនអីហើយជាងនៅក្នុងនៅចិនសបូកាមេរ៉ាហើយកាមេរ៉ាមួយមួយវាចេះ talk រកគ្នាអញ្ចឹងពេលណាតែគេចង់ស្វែងរកឧក្រិដ្ឋជនអីមួយគាត់ដាក់រូបនៅក្នុង command center របស់កាមេរ៉ាក្នុងក្រុងអីចឹងទៅគេរំលឹងឃើញតែស្អែកគេគេមាន surveillance system ដែលគេអាចដាក់តែរូបភាពទៅគេអាចរំលឹងឃើញតែស្អែកកាមេរ៉ាហ្នឹងវា intelligent វាអាច talk រកគ្នាបាននៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុង slide ហ្នឹងគេនិយាយពី RFID ហើយនិង wireless surveillance RFID ដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពាក្យពេញវាគឺ radio frequency identification ប្រើប្រាស់ដើម្បី send radio signal ដើម្បី detectជាមួយនឹងរបស់ឯងទៀតចានឹងក៏វាជា type of surveillance ដែរជាទូទៅគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹងថារបស់សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅណាគឺប្រើប្រាស់ដើម្បី tracking purpose ឯងដែរចានៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេគ្រាន់តែជា awareness ឬក៏ការយល់ដឹងទូទៅដែលតោងជាមួយនឹង security នៅក្នុង domain ទាំងអស់4គឺយើងនិយាយអំពី host hardening
cho nên nó host hard đến JP thà ta dùng secure operating system bài mấy dùng implement antivirus software bài mấy dùng para host based solution bài mấy mình đôi chia cái mình đôi chia HIDS rồi có host based intrusion detection system rồi có firewall ấy chứ đạp và tôi bây giờ JP host hardening ấy JP server hardening chỉ từ tới dùng focus là access remote access bởi bên này dùng browser server cứ dùng trở tại thời remote access đồng bài access thử vía dùng trở ai dùng vô đăng ẩm bị secure privilege account bởi dùng đăng ai privilege account thời các bạn đấy bây dùng lock đòi para vía chứ dùng trở tại protect vía chúng nói mùi tiết cứ dùng JP monitoring services nơi khả nông server hardening này nhưng các bạn dùng bằng đáy bị data protection thật ta bên này để dùng chọn ở file mới mình là kia sẽ có bán nhưng tôi thường mệnh chúng ta thường vào file control ai pra bộ phê Windows Server rồi có Linux based software để ai thường đang bán nhưng có riêng phòng đáy ông bị cả implement security measure đảm bởi thì nếu từ lưu phép xâm ngạc này data rồi có confidentiality security được phép này data rồi có phép trầm tờ này data integrity trong cái đó cứ availability của data. À trong cái đó cái nó không mê đến nó cứ dừng riêng ông thì đừng mình trong cái đó dừng có riêng phong đá ông bí device hardening tại tôn chú mùi cái ồ nâng anh trong cái đó tại tôn chú mùi cái implement physical security mình đưa kia cái thư là bóng ai mô miền biometric miền tag miền RFID nên sự ta chỉ solution để dừng ai protect physical security. Cho nên trong mê đến dừng chọc tập bản năng bởi dân chiên này đọc mình xin lỗi số dừng ai thọc và thaym nên lên.